Xin chào toàn thể quý anh em nghệ nhân đang xem video nha. Mình là Hiệp Đồng Nai đây. Kênh của mình là Hiệp Đồng Nai Channel và mình cũng là thức ăn chim cảnh Hiệp Đồng Nai. Và lời đầu tiên thì cho Hiệp gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến toàn thể quý anh em nghệ nhân thời gian qua đã xem video của Hiệp cũng như đã đăng ký kênh ủng hộ Hiệp. Và trong đợt 10 ca súc thì mình có làm một chương trình mini game tặng 20 phần quà cho anh em mà thời gian qua là ủng hộ mình. Và mini game đó thì chỉ có được 8 bạn trúng các bạn nhé, 8 bạn trúng. Thì còn 12 phần quà nữa thì hôm nay mình làm video này để tiếp tục chơi mini game cho hết 12 phần quà còn lại để mình gọi nợ anh em cái chương trình 10 ca súc và mình chuẩn bị cho đợt có thể là 15 ca súc tới đây. Hôm nay thì mình chơi như sau anh em nhé. Hôm nay mình cầm trên tay mình là một tờ tiền 1 đô và mình đã che hai số đầu của dãy seri tờ tiền này. Hai số seri cuối của tờ tiền này là 2 2 4 3 3 7 1 b, 2 4 3 3 7 1 b. Việc của anh em khi tham gia thì anh em nhớ xem rõ mình phổ biến trong video này. Cả nhiều anh em chơi này không hiểu thì cứ vào cứ thấy vậy là chơi, nhưng anh em không có thèm xem nên là đôi lúc nó bị sai luật. Mình có tất cả là hai bước. Bước thứ nhất là anh em đăng ký kênh, bấm chuông để nhận thông báo. Bước thứ hai là anh em dự đoán hai số đầu của tờ tiền đô này. Kết quả thì hôm nay là ngày 13, thì ngày 17 là mình sẽ 18 giờ ngày 17 là mình sẽ công bố kết quả. Tại vì sao mà để lâu vậy anh em? Tại vì để lâu vậy cho nhiều anh em tham dự cho nó có nhiều người trúng để mình trao giải một lần, chứ không không là ví dụ như mình cứ làm nhanh quá thì lại ít người trúng anh em ạ. Chứ không phải là mình kéo dài để làm gì. Thì anh em nhớ nhá, ngày 17, 18 giờ ngày 17 tháng 4 mình sẽ công bố kết quả và mình sẽ gửi phần quà đến cho anh em. 12 phần quà thì còn một phần quà là bao gồm một cân cam niu Hiệp Đồng Nai và một gói vitamin khoáng canxi. Thì tỷ giá của hai phần quà này là 500.000. Thì anh em nào trúng thì mình sẽ liên hệ và gửi cái phần quà này cho anh em. Khi mà mình công bố kết quả thì bên dưới cái phần bình luận, bên phần nhận xét của video này anh em nhé, mình sẽ ghim cái kết quả lên. Thì anh em khi anh em chơi thì đến ngày 17 đó anh em vào đấy coi cái phần ghim trên đấy, ai trúng thì mình đã ghim số điện thoại Zalo của mình trên đấy luôn. Anh em chỉ cần việc chụp lại kết quả của anh em, thứ nhất là chụp đã đăng ký kênh, thứ hai là chụp kết quả, anh em dự đoán kèm số điện thoại, địa chỉ, tên người nhận và gửi cho mình sẽ gửi phần quà cho anh em nhé. Và mình chơi cái này là trên tinh thần là vui là chính anh em nhé. Mình anh em nào trúng thì mình xin chúc mừng, anh em nào không trúng thì mình xin hẹn các bạn lần sau được may mắn hơn. Còn anh em mình chơi là chơi vui vẻ và mình chơi lịch sự văn minh anh em nhé, không có chơi kiểu mà đố kỵ hay gì. Tại vì anh em mình thì toàn là chung một niềm đam mê cả, nên là cũng hãy vì một niềm đam mê mà mắc nối tình cảm với nhau để anh em mình chung tay đưa phong trào đi lên, chứ đừng có vì cái đam mê mà anh em lại có những thứ không hay về nhau anh em nhé. Và game mini này chỉ chơi trong YouTube anh em nhé. Mình không chấp nhận kết quả trên Facebook, cũng không chấp nhận kết quả trong Zalo, nên anh em đừng chụp hay là anh em gửi dự đoán cho mình qua Zalo và Facebook, mình sẽ không chấp nhận kết quả. Anh em lưu ý giúp mình chỉ chơi trên YouTube nha, không chơi trên Facebook và không chơi trên Zalo. Mà anh em chúng thì nhớ là mình đã ghim cái phần bình luận kết quả đấy, 18 giờ ngày 17 mình sẽ ghim kết quả đấy, thì anh em vui lòng xem kết quả đấy giúp mình. Và ai chúng thì nhớ chụp cho mình là đăng ký kênh là 1, chụp dự đoán kết quả là 2. Khi anh em dự đoán kết quả thì anh em nhớ là kết quả mở ngoặc ra số điện thoại của anh em để mình liên hệ nhé. Chứ còn anh em dự đoán kết quả không mà không có đến số điện thoại, mình vẫn không chấp nhận kết quả đấy, thì anh em không trúng thì anh em đáng chịu. Nhưng mà hợp lệ thì anh em phải dự đoán hai số dự đoán và kèm số điện thoại của anh em để mình liên hệ với anh em nhận quà nhé. Và khi mình trao quà cho anh em thì sẽ trao đúng trên số điện thoại đó, mình không trao số điện thoại khác. Tại vì hôm rồi là có trường hợp có bạn chỉnh sửa mình, nhưng mà mình đã phát hiện rồi, mình nói rất là nhẹ nhàng, mình đã bạn ơi chơi là không chỉnh sửa mình sẽ không chấp nhận kết quả chỉnh sửa. Nên anh em vui lòng hai bước, một
đăng ký kênh, hai dự đoán hai số sau của tờ, hai số đầu của tờ tiền này và không chấp nhận kết quả chỉnh sửa. Một anh em chỉ được dự đoán một lần duy nhất, anh em nhớ giúp mình. Thế này, chào anh em, chúc anh em chơi game vui vẻ và chúc cho sớm được tìm được 12 bàn là chủ nhân của cái 12 phần quà này để mình tiếp tục chơi phần khác. Cảm ơn anh em rất nhiều và cảm ơn những gì anh em đã dành cho Hiệp thời gian qua, anh em đã đăng ký kênh và đã ủng hộ Hiệp. Xin chào anh em, chúc anh em chơi mini game vui vẻ.